theo chương trình, ban tổ chức xin mời em Phạm Thị Ngọc Diễm, sinh viên giỏi trường Đại học Thương mại Hà Nội, thay mặt cho 118 học sinh, sinh viên được biểu dương trong buổi lễ ngày hôm nay lên phát biểu cảm tường. Xin trân trọng mời em. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các bậc phụ huynh cùng các thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh, sinh viên thân mến. Em là Phạm Thị Ngọc Diễm, sinh viên năm 2 trường Đại học Thương mại. Hôm nay Hội Khuyến học làm Nhiêu Điện tổ chức khen thưởng cho các thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Em rất vinh dự và tự hào khi được đại diện nói lên cảm nhận của mình trong buổi lễ trang trọng và ý nghĩa này. Thay mặt cho toàn thể các anh, các chị, các bạn, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, các ban ngành, Hội Khuyến học làm Nhiêu Điện, các thầy giáo, cô giáo đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và giúp chúng em đạt được kết quả cao trong năm học vừa qua. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng tu dưỡng, rèn luyện để không phụ lòng tin yêu, chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, của thầy cô, các chú, các bác đã quan tâm đến hệ tương lai của xã nhà. Cuối cùng, em xin kính chúc các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh, sinh viên có một năm học thật thành công và đạt kết quả cao. Em xin chân thành cảm ơn ạ.